sầm uất rối lại lào là cửa khẩu Quảng Trị lao vào. Tức là cửa khẩu cầu treo thì là, cầu treo là chỗ Nghệ An Thanh Hóa thì cũng không sầm uất lắm. Nó gần hơn. Từ Hà Nội mình đi sang Lào thì đi cái cửa khẩu cầu treo. Chiếu rồi đi ra.